con lên trước mặt Ngài. Chúng con được thờ phượng, chúng con được công công, và chúng con có lời Chúa để đặt nền tảng cho sự cầu nguyện, để tương giao công công với Chúa buổi sáng hôm nay. Con xin Thánh Linh của Chúa đồng công với chúng con, hãy tiếp tục dẫn dắt chúng con ở trong lẽ thật của Ngài, để mọi người trong chúng con đều được phước khi chúng con đến với lời của Chúa. Cũng như là của Chúa nói rằng phước cho kẻ đọc cũng kẻ nghe lời của Ngài để được phước. Vậy chúng Thánh Linh của Chúa là thần lẽ thật, xin dẫn chúng con vào mọi lẽ thật của Chúa. Và Chúa nói là các ngươi biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Cảm ơn Ngài để cho chúng con được khiêm ngưỡng, chúng con được nếm trải được lẽ thật của Ngài, được ngọt lòng của chúng con. Chúng con sẽ thấy được sự vinh hiển của Chúa trong lẽ thật của Ngài. Chúng con thấy được quyền năng của Ngài trong lẽ thật của Ngài để giải phóng chúng con ra khỏi sự biết, hầu cho qua đó mà đức tin chúng con càng ngày càng củng cố và mạnh mẽ. Con cảm tạ Chúa, con lời khen Cha, con dâng lên Cha lòng biết ơn. Chúng con cùng nhìn với nhau và cầu nguyện nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Hôm nay chúng ta học phần cuối của đức tin của Sarah. Chúng ta trở lại trong kinh thánh thần tài của chúng ta ở trong Hebrew đoạn 11 câu 11 và câu 12. Hebrew đoạn 11 câu 11 và câu 12. Chúng ta cùng nhau đọc. Cũng bởi đức tin mà Sarah dẫu có tuổi còn có sự sanh con cái được, vì người tin rằng Đấng hứa cho mình điều đó là thật tín. Cũng vì đó mà chỉ một người lại là một vị già yếu, sanh ra muôn vàn con cháu, đông như sao trên trời, như các loài biển không thể đếm được. Hôm nay là phần cuối của đức tin của Sarah. Chúng ta đã học qua phần đức tin, chẳng hạn như Sarah đã vâng phục chồng của mình và bước đi cùng với khải tượng của chồng của mình là Abraham. Và cái phần thứ hai đó là bà đã vâng phục một cách trọn vẹn, là ngay cả những cái sự vâng phục gọi là trái lẽ với ý của mình, nhưng bà vì cớ gọi chồng mình là Chúa cho nên bà vâng phục một cách trọn vẹn. Phần thứ ba đó là đức tin của bà bị thử nghiệm, bà đã vượt qua cái sự thử nghiệm đó. Vì cái sự chờ đợi, bà không có đủ cái sự nhẫn nại trong sự chờ đợi, cho nên là bà đã hiến một cái kế cho Abraham là đến với Hagar để ăn ở với Hagar và sang thăm bạn rồi đến bạn em. Nhưng mà qua đoạn 17 thì chúng ta đã học là biết rằng là bà đã thuận phục Chúa, chấp nhận theo cái chương trình, cái kế hoạch của Chúa, đó là Chúa đã đổi tên cho ông và đổi tên cho bà. Từ Abraham thành Abraham và từ Sarai thành Sarai. Và với cái sự đồng ý đổi tên đó, Chúa đã nhắc lại cái lời hứa của Ngài cho Sarai. Và chúng ta đã học ba cái bước làm sao để đức tin, sẽ là bốn bước làm sao để đức tin tăng trưởng. Thứ nhất là không có lưỡng lự, thứ hai không có hồ nghi, và ở trong Roma đoạn 4 câu số 20, người chẳng có lưỡng lự, không hồ nghi về lời hứa của trời. Rồi thứ ba là làm càng mạnh mẽ trong đức tin, tức là làm cho đức tin của mình mỗi ngày càng trở nên mạnh mẽ. Bởi vì hạt giống đức tin Chúa đã cho chúng ta rồi, cho nên mạnh hay yếu là do chúng ta, chúng ta là do Chúa. Tại vì Ngài cho rồi, nếu chúng ta không luyện tập đức tin mình bằng cách nghe và vâng theo lời của trời, thì chúng ta đức tin nó vẫn là như vậy, vẫn là hạt giống và nó không thể nào sanh được cái bông cái, không thể nào sanh được kết quả. Để bước thứ tư để làm cho đức tin được trở nên mạnh mẽ, đó là ngợi khen Chúa ở trong mọi cái hoàn cảnh, cái nghịch cảnh của đời sống của mình. Đặc biệt là lúc anh chị em gặp nghịch cảnh nhất, hãy ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa là tìm được lý do để ngợi khen Chúa trong nghịch cảnh, anh chị em sẽ thấy cái quyền năng rất lớn của Chúa hành động ở trên đời sống của mình. Nhưng nếu chúng ta làm bằng trong tình cảnh thì đức tin chúng ta sẽ được chết. Nó mà là hạt giống, nó trở thành cái hạt giống,
nó không có phát triển được. Trong một đội đã xin Chúa thêm đức tin, Chúa nói là không, đức tin các ngươi chọn bằng hoặc cãi thì có thể khiến họ một điều có thể giải được. Cho nên chúng ta cảm tạ Chúa vì mỗi người trong chúng ta là những người được Chúa ban cho đức tin, như ở trong Roma 12 câu 7 Chúa nói là Chúa ban cho mọi người cái lượng đức tin, và chính chúng ta phải có trách nhiệm với cái lượng đức tin đó. Làm sao để chúng ta tăng trưởng? Đó là chúng ta nghe lời Chúa, học về Chúa và làm theo lời của Chúa trời, thì chúng ta đức tin chúng ta sẽ được tăng trưởng. Và hôm nay chúng ta học cái phần cuối của đức tin của Sarah, đó là đức tin của sự quân tử. Ở đây chúng ta thấy ở trong sách Ký chương thứ 17 Chúa đã nhắc lại cái lời hứa của Ngài, và đồng thời Ngài nổi tên là Abraham và Sarah. Và khi mà nghe cái điều mà Chúa hứa với lại mình về vấn đề nuôi con, thì chúng ta thấy là bà Sarah đã cười, bà Sarah đã cười. Từ ở trong câu đoạn 17 câu số 19, Đức Trời Mẹ phán rằng: thân vậy Sarah vợ ngươi sẽ sinh một con trai rồi ngươi đặt tên là Isaac. Ta làm giao ước cùng nó để làm giao ước đời đời cho dòng dõi nó. Và đây là lời hứa kể nhắc lại với lại Sarah. Nhưng mà cuối cùng là một ngày kia thì Chúa đã đến Chúa viết, và Chúa lại nhắc lại lời hứa đó, nhưng mà Sarah lại cười. Thật ra cái sự cười của Sarah, nó theo anh chị em thì cái cười này là cái cười mỉa mai, nó là cái cười gọi là ngỡ ngàng và vui mừng. Mỉa mai hay là ngỡ ngàng vui mừng? Tôi già như vậy là làm sao mà có thể có con được? Tôi già như thế này làm sao có thể có con được? Và cái điều này được ở lời Chúa ở trong sách Galatia chương 4, thì Kinh Thánh nói như thế này ở trong 27: vì có lời chép phải mạnh đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sanh lợi chi hết hãy vui mừng, ngươi là kẻ chẳng từng chỉ đó đến sanh đẻ hãy nức lòng mừng rỡ, và có tiếng reo cười, thì con cái của vợ bị đẻ sẽ đông hơn con cái của người đã có chồng. Cái câu Kinh Thánh này khi đọc lên chúng ta cảm giác dường như là nó trái ngược nhau. Làm sao cái người son sẻ mà được vui cười được? Bà Sarah đã son sẻ là bao nhiêu tuổi? 80 đến năm 89 tuổi là vẫn còn son sẻ. Và theo như Roma đoạn 4 thì nói là gì? Là cái già mà không còn là già cái phần của người đàn nữa. Cũng trong đoạn 4 nói cái thám đi là người cậy trong khi không còn cái lẽ trong cậy nào, có nghĩa là mất hoàn toàn hy vọng, không còn hy vọng, không còn cái gì trong cậy nào. Hy vọng trong sự không hy vọng là một loại hy vọng. Tại sao vậy? Có những lúc, thí dụ như chúng ta bác sĩ nói một cái lời là coi như là giai đoạn cuối rồi, hay là chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể được, thì lúc bây giờ nếu cương vị địa vị mà chúng ta là người ở trong cái hoàn cảnh đó thì sao? Còn hy vọng không? Mất rồi, mất hy vọng. Giống như trong thi thiên đó là gì? Là nếu như cả nền bị phá đổ thì người công bình sẽ làm sao? Tất cả một cái nền của sự trông cậy, một cái nền của hy vọng mà bị phá đổ hết, bao nhiêu lời hứa của con người bị phá đổ hết thì người công bình sẽ làm sao? Và nó mới cũng tốt lên là nếu mà tôi không nhìn thấy ơn của Chúa chúng ta kẻ sống thì tôi hãng đại hạ lòng. Như vậy thì biết cái cách lời thì phá hộ bao nhiêu sự hy vọng, bao nhiêu lời hứa của con người thế này thế kia, và mất hết lời hứa từ người yêu thương, rồi người yêu thương nhất của chúng ta, lời hứa từ những người có uy tín, lời hứa từ những người có đời sống đạo đức rất tốt, nhưng mà cuối cùng tất cả những lời hứa đó bị phá hộ thì người công bình sẽ làm sao? Người công bình vẫn có một cái nền. Như Kinh Thánh nói gì? Người công bình giàu ngã bao nhiêu lần? 7 lần họ vẫn có thể chọn được. Tại sao vậy? Bởi vì họ còn cái nền vững chắc, nên đó chính là lời của Chúa. Chúng ta như Sarah không còn có một cái thế thường của người đời nữa. Nhà bà khô rồi, nhà bà khô rồi. Tối qua tôi cũng xem tin
đặc biệt đó là bà cụ 101 tuổi mới hạ sinh em bé nước ngoài bên Việt Nam, 101 tuổi hạ sinh em, như là bà lại còn hơi xa ra luôn. Có bao giờ chúng ta đã từng hy vọng và xong ta bị thất vọng, hy vọng và thất vọng như như bà Sanna khi những cái bước đầu tiên khi bà đi lại Akran? Tôi tin rằng bà đã rất hy vọng và rất hy vọng, bởi vì trong lời nữa bà nhìn thấy những công việc vĩ đại của Đức Trời ngày làm ở trong đời sống vợ chồng ông bà, từ một người không có gì cả nhưng mà bây giờ có tất cả của bà vợ chồng. Rồi bắt đầu dần dần lời hứa Chúa liên tục làm cho bà hy vọng, nhưng cuối cùng bà mất hy vọng. Bây giờ ngày xưa 65 tuổi thì còn quả chanh còn có thể sanh được, em bé răng rẽ sanh được, nhưng bây giờ 89 tuổi sanh nữa và làm mất hoàn toàn hy vọng. Nhưng mà khi mất hoàn toàn hy vọng có nghĩa là không cần gì phải hy vọng nữa, thì nó lại còn một cái hy vọng cuối cùng là hy vọng trong sự không hy vọng. Tôi lấy một cái ví dụ, khi ông Lót ông quyết định nói với Abraham rằng là bây giờ hai ba giữa con với bác và những cái người cái bằng những gia nhân của con với gia nhân của bác gây với nhau hoài, bởi vì bây giờ bầy chiên bò lừa súc vật của mình là bây giờ nó đông quá rồi, gây với nhau hoài. Giờ thử sao này, thì ông Abraham nói sao? Thôi bây giờ bác với cháu đó là tình cốt nhục, cái từ cốt nhục nó trong cái nghĩa đó là tình, gọi là tình bạc hữu, tình gọi là cốt nhục là anh em bà con hay là anh em ruột, tức là có một cái sự liên đới mật thiết. Nhưng mà nếu mà cháu lấy bên hữu á thì bác sẽ qua bên tả, và nếu cháu lấy bên tả thì bác sẽ qua bên hữu. Ở trong sách ký 13 Kinh Thánh ghi lại là Abraham, xin lỗi, Lót là gì, dướng mắt lên và nhìn thấy Sodom và Gomorrơ trù phú đến mức độ giống như vườn của Đức Chúa Trời. Cho nên Lót nói là cảm ơn bác, bây giờ con chọn Sodom Gomorrơ. Lót đã chọn, hay nói cách là Abraham trao cho Lót cái quyền ưu tiên để chọn. Vậy thì Lót còn gì để chọn không? Xin lỗi, Abraham còn gì để chọn không? Abraham không còn gì để chọn, tại trao quyền ưu tiên cho nó rồi. Nó lấy bên hữu thì Abraham nhận bên tả, nó lấy bên tả thì Abraham nhận bên hữu. Trong cái sự không còn cái cơ hội nào chọn lựa, ông đã trao cái quyền đó cho cháu của mình. Nhưng mà trong cái sự không có sự chọn lựa đó, nó cũng là một loại chọn lựa theo cách của Chúa. Đây là một loại đức tin mà Cơ Đốc nhân Chúa dạy chúng ta trong cái sự nhịn nhục đến điểm. Có những lúc người ta làm tắt mọi đường sống của chúng ta, người ta chặn hết mọi đường sống của chúng ta. Đầu nào người ta cũng nói xấu chúng ta được hết, đầu nào người ta cũng dựng lên những câu chuyện để nghịch lại với đời sống của chúng ta được. Thì liệu lúc bây giờ anh chị em sẽ làm gì với tình huống đó? Chúng tôi sẽ nói ra đôi là, hay là chúng ta sẽ dùng thủ đoạn giống như họ không? Và đây là một dạng đức tin phó thác một cách hoàn toàn, không còn là mình nữa, mà đây là một đức tin phó thác một cách hoàn toàn ở trong tay của Chúa. Có nghĩa bây giờ con là đất sạch ở trong tay Thần Lớn. Bây giờ Chúa ơi, ngày nắng như thế nào thì con sẽ làm như thế nào. Nó không phải là một sự nổi loạn đâu chị. Trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu đã dùng loại đức tin này. Chúng ta nhớ cái câu lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane như thế nào?
hay nhớ đấy. Lại vườn cái sân này chú, chú cầu nguyện xong. Lại ra, nếu có thể được, thì xin làm gì? Cất chén này khỏi con. Nhưng mà không theo ý con, mà lại là theo ý. Có nghĩa là cái chén này nó đắng quá. Chơi cái chén này đắng quá. Con không thể nhận nổi. Có một phút cách nào khác nữa không cha? Dẫu vậy thì xin theo ý cha, không phải là ý con. Rồi khi đối diện với những kẻ nghịch mình thì Chúa Giêsu làm gì? Chúng ta xem ở trong sách Hebrew đoạn 12. Câu số 2 câu 3. Nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi như vậy, hầu cho khỏi mệt bị mệt mỏi và sợ lòng. Chúa đã đặt cái sự vui mừng ở trước mặt, giống như một người mẹ khi mang thai đứa con và đau đặt đau đớn khi sanh đẻ, và trong lúc đứa con ấy, cái dạ vận chuyển để sanh đứa con thì nó đau đớn, nó xé lòng. Nhưng mà người mẹ đặt cái sự vui mừng phía trước là gì? Ráng một chút nữa đi, một chút đi, vì mình chuẩn bị gặp đứa con yêu dấu của mình rồi. Và cái sự đau đớn của khoảnh khắc nó lại là cái động lực, nó biến cái sự đau thương đó nó thành cái động lực để mà vượt qua được cơn đau và nhận lấy cái sự vui mừng khi đứa con chào. Những lúc mà đức tin chúng ta chịu thử thách đến với mức độ hoạch khắc, đó là lúc mà Isaac chuẩn bị ra đời. Amen. Lúc mà đức tin chúng ta thử thách đến mức độ hoạch khắc, đó là lúc mà Isaac chuẩn bị ra đời. Không nhiều người vượt qua được cái giai đoạn này đâu. Bởi vì nếu chúng ta vượt qua được cái giai đoạn này thì chúng ta mới trở thành Sara được. Mà vượt qua giai đoạn này, chúng ta trở thành một người đại diện, mà tiếng Anh gọi là đại diện cho giao ước mới. Sara là đại diện cho giao ước mới, và Sara Aga là đại diện cho giao ước. Như ở trong Galati đoạn 4 câu 22 đến 25. Vì có lời chết Abraham có hai con trai, một là con người nữ tôi mọi, một là con người nữ tự chủ. Nhưng con người nữ tôi mọi sinh ra theo xác thịt, con người nữ tự chủ sinh ra theo lời hứa. Cả điều đó có một nghĩa bóng. Hai người nữ đó tức là hai lời giao ước, một là lời giao ước tại Cuối Sinai sinh con ra để làm con mồi, ấy đó là Aga. Và Aga ấy là Lucinae không sinh Arabi, khác nào như thành Jerusalem bây giờ. Thành đó với con cái mình đều là con mồi, nhưng thành Jerusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta. Chúng ta thấy ở đây là hai người nữ đó tức là hai lời giao ước. Một lời giao ước tại núi Sinai sinh con ra để làm con mồi, và một lời giao ước đó là giao ước mới. Như là Jerusalem trên cao là mẹ chúng ta là được tự do. Ở đây Paulo đang so sánh đây là hai nghĩa hình mẫu. Chứ đây không phải là Đức Trời Mẹ. Do phải Đức Trời Mẹ chụp cái này đây là Đức Trời Mẹ. Ở đây nói rằng hai điều đó là hai nghĩa hình mẫu. Người ta nói rõ về hai nghĩa hình mẫu. Tại sao Jerusalem dưới đất là con cái làm mơ nổi? Bởi vì Jesus là trung tâm của sự phượng theo giáo hội. Nhưng mà khi Chúa Giêsu đến, Ngài đã thay đổi cái phương cách thờ phượng. Chúa nói là bây giờ không còn thờ phượng trên núi hay là tại thành Jerusalem nữa, nhưng mà thờ phượng bằng tâm thần và hạt thật. Đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích hay là cha tìm kiếm. Jerusalem ở trên cao là tự do, là mẹ chúng ta.
hình ảnh về Thánh Linh. Chúng ta nói là nơi nào có Thánh Linh là được tỉnh táo. Cho nên Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào trong sự thờ phượng Thật. Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong này. Nếu chúng ta vượt qua được cái chặng cuối của cái đức tin của sao thì chúng ta hãy cùng chúng ta những một người đại diện cho thành phần của những con người anh hùng đức tin ở trong nhật của mình. Và chúng ta sẽ hưởng được chỉ có người thuộc về giao ước mới, chỉ có đứa con của lời hứa thì mới hưởng được thực hiện. Còn đứa con của người được ôi mọi và con trai của người ôi mọi sẽ không hưởng được thực hiện. Theo như ở trong Galati đoạn 4 câu số 30, sau kinh thánh có nói gì? Hãy đuổi con nhà đứa con mọi và con trai đó, vì con trai nhà đứa con mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. Phải đuổi đi con trai nhà đứa con mọi và đuổi đi cái người đứa con mọi và con trai của nó. Điều đó có nghĩa là gì vậy? Người nữ con mọi là hình ảnh của giao ước cũ, con trai nhà đứa con mọi là điều khoản trong giao ước cũ. Và ở đây không nói là em phải đuổi con trai, đuổi người được coi mọi và con trai của nó, có nghĩa là nó không được trộn lẫn giữa giao ước cũ và giao ước mới. Giao ước cũ là giao ước cũ mà giao ước mới là giao ước mới. Thế nên là luật pháp là tiên tri đến thời gian mà thôi, nhưng từ đó tính là quy trình giảng ra và ai hãy dùng để xích mặt tại bọn đó. Cho nên Chúa Giêsu chính là đại diện bước vào ngày là đứng bảo lãnh và cũng là cuộc của lễ của giao ước mới. Sự cứu rỗi nó không còn liên quan về cái điều kiện của giao ước cũ nữa, không phải bởi giữ theo luật pháp để chúng ta được sự cứu rỗi được. Nhưng mà sự cứu rỗi là gì? Đó là nhờ ơn nghĩa bởi đức tin mà ngài được cứu. Điều đó không phải đến bởi việc làm, nhưng mà là sự ban cho của Chúa Trời. Vậy thì giao ước cũ nói là như là một người, đó là một người thầy giáo, hay là một cái bản chỉ đường dẫn chúng ta đến đấng Christ, gần đấng Christ để chúng ta được sự cứu rỗi. Paulo đã luận về điều này rất là hay. Thế thì chúng ta bỏ luật pháp sao? Không hề như vậy. Bởi đức tin mà làm vững bền luật pháp. Rôma đoạn 3 câu số 31. Nếu chúng ta không có đức tin ở Jesus Christ thì không ai có thể làm vững bền luật pháp được. Cho nên chỉ có đức tin ở Jesus Christ thì luật pháp được vững bền và luật pháp dùng một cách chánh đáng. Và luật pháp chỉ có giá trị trên những con người bỏ nhân mặt. Nhưng còn chúng ta là những người công chính ở trong thì chúng ta đã được sự đảm bảo của Chúa ở trong giao ước mới. Cho nên chúng ta mở rộng cái đức tin của Sarah ở đây thì ông bà chị em thấy nè, tôi và bà chị em thuộc về Aga hay là thuộc về Sarah? Chúng ta thuộc về Sarah, không thuộc về Aga. Vậy thì vì sao người đàn bà So không có sanh nở mà là của mình? Con của những kẻ từng chịu, người là kẻ chẳng từng chịu đau đớn, hãy nức lòng mừng rỡ và tính trẻ mừng, trong khi con của vợ bị đẻ là đông hơn con cái của người có chồng. Tại sao vậy? Con của người nữ bị đẻ đó là bằng nỗ lực của xác thịt, nhưng mà con của người nữ có chồng, tức là người đàn bà son mà chưa sanh nở này, nó không phải bằng cái nỗ lực của con người nữa, nhưng đó là bằng quyền năng của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi nó không phải tùy thuộc vào cái nỗ lực của chúng ta, nhưng sự cứu rỗi đó là mọi là công việc của Đức Chúa Trời, cái kế hoạch của Đức Chúa Trời cho chúng ta qua Chúa Giêsu Christ. Ngày nay chúng ta đã có, đã bước vào, đã nhận được và chúng ta đang ở trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngài đảm bảo giao ước đó cho chúng ta, để đảm bảo và tạo sự đổi cho chúng ta. Cho nên lúc đầu tôi thấy cái sự cười của Sarah nó dường như là một cười mỉa mai, mỉa mai cái nhìn của con người của Sarah. Nhưng mà chúng ta thấy cái cười trong tiếng
Hebrew đó là không phải là cười mỉm cười mà là cười lớn, cười một cách rất là ngạc nhiên. Và chúng ta xem vào trong Sáng Thế Ký đoạn 25 thì chúng ta phải xem bạn cười như thế nào. Xin lỗi, 21. Từ câu 1 cho đến câu số 7, Đức Giê-hô-va đến biết Sarah theo như lời Ngài đã phán và làm cho nàng theo như lời Ngài đã nói. Sarah thọ thai, sinh một con trai cho Abraham trong khi tuổi đã già, đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định. Abraham đặt tên đứa con trai mà Sarah đã sinh cho mình là Isaac. Đúng 8 ngày Abraham làm theo cách vì cho Isaac theo như lời Đức Chúa Trời đã phán vậy. Và khi Isaac ra đời thì Abraham đã được 100 tuổi. Câu số 6, Sarah nói rằng Đức Chúa Trời làm cho tôi một việc vui cười, hết thảy ai hay được cũng sẽ vui cười về sự của tôi. Là có rằng há lại dám nói với Abraham và Sarah sẽ cho con bú ư, vì tôi đã sanh một đứa con trai trong lúc người già yếu. Như vậy cái nụ cười này nụ cười gì ạ? Nụ cười này là nụ cười mà nó là trao trọn niềm tin và thỏa lòng, có nghĩa là hoàn toàn dưới cái sự bất lực của con người thì bây giờ là công việc của Đức Chúa Trời. Ngày nay ví dụ như chúng ta cảm ơn của Chúa để đuổi con quỷ, khi những người đó ta thương nó ra khỏi cái đó, chúng ta vui mừng không ạ? Nhưng mà ai làm được, làm sao con quỷ nó ra khỏi cái đó? Do mình phải không? Do danh của mình phải không? Có danh của Chúa. Nhưng mà Chúa lại cho mình dự phần. Tất cả ý xác là từ Chúa. Kinh Thánh nói gì? Do Đức Chúa Trời ngày định. Đó là chương trình của Ngài, ngày định, ngày phát ra ý xác, cái kế hoạch của Ngài. Nhưng mà Ngài cho Sarah dự phần vào là cái giả để đặt ý xác vào đó. Giống như là bà Marie này, Chúa cho Marie cái cơ hội người nữ được ơn để dự phần vào trong công việc của Chúa. Không có nghĩa là ma là người, là người có thể có quyền năng để cứu chuộc. Chúng thấy người Công giáo thường hay trong cái đài phát thanh gì của Công giáo thường hay nói là ngợi khen Thiên Chúa và Maria, ngợi khen Chúa Giêsu và Maria, luôn luôn là họ kèm theo là bà mẹ Maria, luôn luôn là kèm theo Maria. Không, mẹ Maria, bà Maria không được phép được ngợi khen bằng với Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu là Chúa Trời, ngày nay được ngợi khen. Cho nên khi mà lúc mà Chúa Giêsu sinh ra thì các bác sĩ đến làm gì? Thờ phượng ai? Bài của báo ra bài của hương một dược, và họ thờ phượng ai à? Họ thờ phượng Chúa Giêsu, thờ phượng thầy Chúa Giêsu bằng cái bánh cỏ đó, chứ không thờ phượng bằng cái riêng làm như xe. Trên cái nụ cười của bà Sarah ở đây, đây là nụ cười của cái sự hóa lòng, cái sự mãn nguyện, cái sự trao phó một cách hoàn toàn. Và trong cái sự cười này cũng là để nói lên cái sự, trong cái sự bất lực của con người, đó là sự khởi đầu của Chúa Trời. Amen. Có những người hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng mà chị em ơi, hãy trông cậy trong khi không còn lẽ trông cậy, thì đó là một loại đức tin, trong đó là đức tin lớn nhất, để rồi con thấy được công việc vĩ đại của Trời hành động và đời sống của con quyền bà chị em. Những con người bất lực thì đó là không phải Chúa Trời hành động. Còn chúng ta vẫn còn cái khả năng của mình, ở đây con làm, để con làm, thì lúc đó chúng ta thấy sẽ bị thất bại. Và khi mà bắt đầu mới những vụ hầu việc Chúa, làm chứng cho một người tin Chúa, trong tuần lễ đầu tiên chúng tôi đi làm chứng, tôi với một anh nữa, anh bây giờ đang ở Úc, chúng tôi làm chứng được 17 người tin Chúa, mừng lắm, mới ra quân trong chức vụ mà mới bắt đầu đi vào, vừa học trường thánh trong ra quân trong 17 người tin Chúa, về khoe với ông một sư tổng thống gì. Thầy cảm ơn Chúa, cũng là một như bài hát thiên nhường đó. Thầy cảm ơn Chúa, tụi em làm chứng rồi đời từ 17 đến Chúa. Tôi khi mà trước khi nói câu đó thì trong lòng chúng tôi mong đợi một điều này. Ô, chắc chắn, wow, quá giỏi, trong tất cả những em học lớp này là em là giỏi nhất. Tôi nghĩ rằng là học sẽ khen như vậy. Nhưng mà khi tôi nói điều đó ra, ông nhìn, ông không có nhìn thấy tôi luôn. Ông cúi xuống đây, ồ,
trong lòng nó không có vui chút nào đó. Sao lúc nào phải khen cái gì đó cho nó giờ dò đầu mấy cũng được á, nhưng mà không có gì. Rồi bắt đầu đi vào trong sự vụ. Lần đầu tiên đuổi một quỷ, lúc đầu thì đuổi quỷ thì cùng với người này người kia, sau đó cầu xin Chúa cho con chính con đối diện đó là đuổi quỷ, đuổi quỷ, quỷ ra khỏi người đó. Wow, mừng, vui mừng lắm, và cảm thấy mình là một siêu nhân đang hiện diện ở đây. Nhưng cũng có những lúc đuổi không ra thì sao? Giống như các môn đồ đầu tiên thôi. À, rồi Chúa trao quyền cho đi đuổi quỷ xong trở về, ô nhờ danh Chúa các quỷ phục chúng con. Nhưng mà khi mà đuổi ông được thì sao? Các bác làm chính đuổi ông được thì sao? Không dám nói, giấu nhẹm luôn. Rồi đến khi đặt tay cho người ta, đặt tay người ta được chữa lành, vui mừng lắm. Ông miên xong được chữa lành, cái tức khắc vui mừng lắm. Lần kia đặt tay cầu nguyện ta chết, ông về em tao không nói. Đâu dám làm chính. Cầu nguyện xong ta chết luôn. Tại vì mình cứ đặt cái sức của mình vào. Mình làm cái gì đó, ví dụ một người nào yếu đuối, mình lần khuyên tôi á, giờ tôi khuyên, tôi nói cái lời rồi mình nó mạnh mẽ lên. Anh chị em ơi, chúng ta đang cướp sự bình yên. Chúa, mỗi lần con làm cái việc gì đó thì cứ phải nói rằng là cảm ơn Chúa vì cho con được chịu phần. Lúc mà mình dâng hiến, mình dâng hiến mình tiền lẻ, không có tiền mà không có nhiều tiền á. Giờ. Kính lắm, che là kính. Còn lúc nào mà dâng hiến mà cái tờ tiền mà nó to thì sao? Hả? Thấy không? Để cho mọi người nhìn thấy mấy cái việc đó là con trẻ. Một khi con trẻ nó làm cái gì đó, thường thấy đó. Nó dẫn làm gì đó, nó nhìn cha mẹ, con mẹ nó khen không? Khen nó làm nữa, không khen nó làm. Nhưng mà người trưởng thành rồi tôi bắt đầu một cái lời rất là hay của một người anh em. Tôi muốn đọc cái lời đó khi quay luôn để dấu hiệu của một đời sống trưởng thành là không giữ sự vất vả và cay đắng. Một đời sống trưởng thành, đó là cái dấu hiệu của một đời sống trưởng thành, đó là không giữ cái sự vất vả và cay đắng. Có nghĩa là người ta làm gì cho mình, làm cay đắng, làm vất vả mình, nhưng mà quyết định một điều là không giữ nó. Đó là dấu hiệu của người trưởng thành. Còn người chưa được trưởng thành thì sao? Đau, khóc, lên mạng đẻ cái hình giọt nước mắt buồn có hay hiểu tôi không, thì đó là dấu hiệu của người chưa. Nhưng mà dấu hiệu của người trưởng thành, anh em thấy càng là chúng ta nếu mà trên Facebook mà chúng ta còn than thở thì mình nhiều, đó là chúng ta chưa trưởng thành. Tức là nhìn vô thấy mình đó, nhưng mà chỉ làm mình vô thấy Chúa đấy là gì, đó là trưởng thành. Có lúc tôi đi truyền giáo cùng với nhau, đi cùng với nhau nên là tôi biết hết công việc như thế nào, nhưng hai người đã làm chứng khác nhau của cái này, người nào trưởng thành thì làm chưa trưởng thành, người chưa trưởng thành là cướp công của người khác hết luôn. Tôi đó là đặt tay cái bốc một cái người đó tăng lên, đặt tay cái bốc cái người đó cũng tăng lên, nói một câu với người đó thay đổi đi. Nhưng một người kia thì cảm ơn Chúa cho tôi có cơ hội đến và tôi chia sẻ cái dự và cầu nguyện và người đó được trở nên mạnh mẽ. Để chúng ta xem câu này coi ai là người trưởng thành nha. Chút xíu nữa thôi, hai chút nữa là chút. Câu 1, đoạn 3. Câu này là người này có phải trưởng thành không? Câu 1, đoạn 3, câu 12.
Rồi, xin chúng ta cùng nhau đọc ạ. Phê-rơ thấy vậy, bèn nói với dân chúng rằng: hỡi người Israel, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi nói xấu chúng ta? Dẫu như chúng ta đã nhờ quyền phép hay nhờ đức thiên của mình mà khiến người này đi được vậy. Rồi bây giờ chúng ta đọc một câu khác nữa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26. Câu 31 đến 33. Ma-thi-ơ 26 31 đến 33. Ngài phán rằng: đêm nay các ngươi sẽ được vấp phạm vì có ta, nhưng có chép rằng: ta sẽ đánh kẻ các chim thì chim trong bầy sẽ bị tan lạc. Xong, sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Chúng ta đọc trong câu 33. Phi-e-rơ cất tiếng thưa rằng: dầu mọi người vấp phạm vì cớ này, xong tôi chắc không bao giờ vấp phạm. Hai câu kinh thánh mà chúng ta mới vừa đọc lên của ai vậy? Ai nói ạ? Cùng mấy người? Một người. Nhưng mà câu nào là người chưa trưởng thành và câu nào là người trưởng thành? Câu nào ạ? Câu này có phải là người trưởng thành chưa? Dầu mọi người vấp phạm như thầy, nhưng mà xin lỗi nha, riêng con là không có đâu. Chứ thấy mạnh không? Là mạnh mẽ không ạ? Mạnh quá mạnh luôn, đúng không ạ? Nhưng mà trong công vụ đồng ban thì nói gì? Hỏi người xem sao cái tôi lấy làm lạ thì việc vừa xảy ra, sao người lại có sự chúng ta dường như chúng ta nhờ việc phép hay nhờ đức riêng của mình mà khiến người này đi được vậy? Nhưng mà thấy ông kia là sao vậy? Ông biểu như vậy mới vừa chữa lành cho một người què từ nọ mới sao như vậy, 38 năm như vậy mà bây giờ không dám đứng ra để nhận rằng mình là người được người chữa lành nữa, hay là ông sợ bị bắt bớt? Ồ, cái ông kia là quá tệ. Công vụ đầu ba này ông kia này đúng là không đáng mặt chứ đồ, mới chữa lành một người mà không dám đứng ra để nhận cái sự chữa lành nữa. Còn ngồi trước khi mà Chúa Giêsu đã làm thầy giá thì ông sẵn sàng ông tuyên bố: dầu ai vấp phạm của thầy thì tôi không có. Vậy thì cái câu nào là câu của người trưởng thành? Ma-thi-ơ hay là cầm trong công vụ ạ? Có thấy gì đâu mà trưởng thành? Khi một người mà chưa trưởng thành là khoe mình ra, nhưng mà người thật sự trưởng thành là gì? Khoe Chúa ra. Amen. Khi mà chúng ta còn làm được nổi 65 tuổi mà còn sanh được, chắc bà Sarah bà không có cười được này, đúng không ạ? Giờ Chúa để cho 89 tuổi luôn, hết là làm tôi có thể làm được. Thấy bà có cái kế, năm 75 tuổi là bà có một cái kế. Bà kêu: thôi giờ tôi cũng già rồi, cũng sanh được nữa, Chúa làm cho tôi xong sẻ thôi, ông đến ai ra đây, ai gọi cho nó đây để nó còn cái phần. Đó là cái kế của Sarah, cái cách của Sarah. Còn vùng vẫy được, nhưng mà 89 tuổi thì sao còn vùng vẫy đâu hết. Cho nên đây là một dạng đức tin khó khăn và hoàn toàn. Xin Chúa chúng ta khó khăn cho Ngài, xin Chúa giúp chúng ta trưởng thành ở trong Chúa mọi ngày, để rồi chúng ta sẽ nhận ý sáng mỗi ngày trong cuộc đời này. Chúa cho chúng ta được cơ hội dự phần, không phải Chúa làm hết nha. Bây giờ Chúa ơi, giờ thôi con không đi truyền giáo được, con Chúa đi truyền giáo giùm con đi, nhưng mà như vậy, nhưng mà con đi truyền giáo và Chúa đọc công với con để lấy những dấu hiệu phép lạ cầm theo lời em làm cho chúng ta. Và mỗi một người tin nhận Chúa, con dâng lên cha lời tôi nhìn cảm ơn Ngài, hãy đặt cái tin của mình một cách hoàn toàn lên Chúa. Và không phải đúng một cái Chúa bắt chúng ta phải có một dạng đến tự nhiên này, nhưng Chúa sẽ nâng cấp chúng ta lên một để tăng trưởng trong sống. Nguyện xin Chúa cho để rồi anh chị em sẽ thấy khi mà chúng ta được trưởng thành trong Chúa, ông bà chị em sẽ thấy đi sáng mỗi ngày. Đó là sự vui tươi, sự thỏa lòng ở trong Chúa. Amen. Dù trong nghịch cảnh giống như là Phaolô và Sila vẫn vui tươi, vẫn ca ngợi Chúa, và sự lầm bầm than vãn biến mất trong cuộc đời của tôi khi mà. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Để chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Xin mời các bạn cùng.